bị chấm động cơ. Anh đã có một tiền nhân chưa nói là đã khóc. Anh rất là gọi là tình cảm. Anh thử là hôm nay là mặc dù là ngày Tết, nhưng mà anh vẫn đến với chúng ta qua nhạc phẩm là Ngày Em Đi. Rồi, xin một nhà phát tay cho em.